em tên Lức ba lô. Tại sao em tự nhiên như ruồi vậy? Em không biết đường mà mồm ra nói chị một câu à? Như ướt hết tối lại. Ướt làm sao được, ba lô ra mà nó chỉ trượt nước bên ngoài này thôi. Em phải xem bên trong ý. Đây này, chị còn đang soạn sách cả đống đi học này. Em thấy không, khô ráo nhá, không có ướt tí nào luôn. Ồ được nhở. Ừ, xem cả hai ngăn bên ngoài nữa này. Đấy em xem nhá. Này, hoàn toàn khô ráo luôn nha. Này đẹp thế chị nhở. Đúng rồi, đây là một mẫu ba lô mới ra mắt của nhà Mapzik. Thì em ba lô này nó sẽ là sử dụng chất liệu da BU, chất liệu da bền đẹp và có độ đàn hồi tốt. Đấy, phong cách thì em này sẽ làm theo kiểu đơn giản thôi. Nhưng mà này, có cả quai nhá, quai to à, rất là chắc này. Xong lại còn có cả ngăn bí mật nữa cơ. Mà em ba lô này còn có đệm nốt mặt trước, mặt sau, dày dặn. Lại còn có cả khung viền hết cả cái ba lô nữa. Đây là ba lô lên form đẹp lắm nhá. Ồ, thế chị đeo xem nào. Ok. Ui, lên form đẹp lắm chị ạ. Ba lô xịn mà lại. Úi chị ơi, bây giờ em chỉ muốn mua con này thôi. Muốn mua á? Thì mua ở đây.